quê gốc Biên Hòa, Vũ Hoàng lên Sài Gòn nhập học trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Khi anh 22 tuổi, cũng là lúc tuổi trẻ thành phố nô nức lên đường. Năm 1978, lúc đó tôi là sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc bây giờ các bạn sinh viên của chúng tôi họ gia nhập quân đội. Chính vì yếu tố tình nguyện đi bộ đội đó nó làm cho mọi người hào hứng phấn khởi và đi theo là tôi viết những dòng nhạc đầu tiên bài hát Gửi Lại Em. Ý tưởng là nói về các bạn sinh viên lúc được thay thành bộ đội rồi thì họ chia tay với nhà trường, chia tay với giảng đường đại học để gắn liền với cuộc sống bảo vệ và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Chia tay với lên đường, người ta tặng hoa, người ta tặng thiệp, rất cảm động. Sao người ta chia tay như thế? Tại sao người ta hẹn hò nhau hay vậy? Thì tôi rất là nó tạo động lực để tôi sáng tác. Trăn trở lắm, từng nốt nhạc. Gửi lời em ước mơ bên giảng đường, gửi lời em lúa ngô đang vào mùa, gửi lời em phố vui qua từng chiều, gửi lời em tiếng yêu ngọt ngào. Họ gửi lại những ước mơ cho thế hệ, cho bạn bè, cho anh em sau này. Sách vở họ gửi lại hết cho thế hệ đàn em á. Lúc bây giờ chiến tranh dữ dội vô cùng, họ dũng cảm lắm, vượt lên tất cả mọi sự khó khăn, đi tìm cái sự sống với cái chết, cái sự oai hùng lắm. Bài hát Gửi Lại Em sáng tác đầu tay của tôi đó, nó rồi vào cuộc thi sáng tác bên Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, bài hát được giải B. Và ca khúc này trở thành một trong những bài hát nổi tiếng nhất đầu thập niên 80 và từng được biểu diễn tại Festival âm nhạc Televariet tại Tiệp Khắc năm 1982 qua tiếng hát của ca sĩ Vũ Dậu và Lệ Quyên. Chúng tôi lên đường. Trong giây phút này êm đềm hạnh phúc trong tay, nhìn nhau cho nhau nụ cười qua đôi mắt xanh như màu mây. Gửi lại em ước mơ bên giang đường, gửi lại em lúa ngô đang vào mùa, gửi lại em phố vui qua từng ngày, gửi lại chào thành phố quê hương. Ngày mai tôi sẽ lên đường, tạm biệt nhé người thương. Gần nhau trong giây phút này, êm đềm hạnh phúc trong tay, nhìn nhau cho nhau nụ cười qua đôi mắt xanh như màu mây. Chào thành phố.
xin được cảm ơn ca sĩ Vũ Thắng Lợi, và đặc biệt chúng ta hãy cùng cảm ơn tay trống, lúc này là tay trống rồi ạ, Nguyễn Hồng Sơn ạ. Thầy thuốc nhân dân của chúng tôi rất đa tài ạ. Xin cảm ơn anh đã tham gia phần biểu diễn này. Hôm nay là một chương trình mà tất cả khách mời của chúng ta đã thể hiện rất là nhiều những tài của mình. Em thấy anh Thịnh hát xong mà anh Sơn lại hát tiếp thì em nghĩ là nó cũng không có gì nổi bật, đúng không ạ? Anh Sơn bây giờ lại đánh trống, em đã không biết là tiếp theo đây thì chị Thế Thanh làm gì. Vâng, lát nữa thì chúng ta sẽ xem chị Thế Thanh làm gì chị nhỉ. Thế còn bây giờ thì quay trở lại với câu chuyện của chúng ta sau bài Gửi Lại Em rồi, thì tôi nhớ là bối cảnh của bài hát Gửi Lại Em là chiến tranh biên giới Tây Nam. Thì cái người mà gắn bó với chiến tranh biên giới Tây Nam là chính là nhà báo Phùng Huy Thịnh. Cuộc đời tôi gắn với 4 cuộc chiến tranh. Đẻ ra trong kháng chiến chống Pháp, lớn lên tham gia trực tiếp vào cuộc kháng chiến chống Mỹ. Năm 79, thưa quý vị, là tôi lên Pò Hèn, Thán Phún, bắn tỉa. Và sau đó thì sang Campuchia. Vậy là đúng là có 4 cuộc chiến thì tôi đều có tham gia. Và mới đây nhất là tờ Hồn Việt có đăng của tôi cái bài thơ gọi là Tâm sự tiểu đội chốt biên cương. Tôi viết tháng 3 năm 79. Và thưa quý vị, đánh nhau ở Quảng Trị nó khốc liệt, chịu không nổi, là nhưng bên cạnh mình có đồng đội. Nhưng bên đấy tôi nói xin lỗi, cảm giác cô đơn và nó căng thẳng. Tôi không già mới là lạ đấy. Những năm tháng không già mới lạ. Thực sự mà nói là những cái tháng năm ấy thì chúng tôi không mang lương theo, lương để nhà cho vợ con. Sang đấy là hưởng chuyên gia là 6 riên một tháng. 6 riên ấy đủ mua nửa cân thịt gà, tức là tụi chúng tôi tiêu chuẩn chỉ được ăn nửa cân thịt gà một tháng thôi, còn lại là ăn mắm mút dòi, có gì ăn nấy. Và thực sự là có những cái bữa mà tôi nhịn đói 3 ngày không có gì ăn cả, mùa khô không có nước. Rõ ràng là sau này khi mà anh Thịnh đã trở thành một phóng viên rồi, nhưng mà cái cảm giác là sang bên chiến trường Campuchia anh vẫn cứ thực sự cuộc sống của một người lính, đúng không ạ? Và khi mà nhắc đến những nhạc sĩ, những văn nghệ sĩ đã gắn bó với Campuchia thì tôi nhớ đến một nhạc sĩ tên là nhạc sĩ Minh Quang. Ông ấy có một bài hát là bài hát Apsara và Anh Lính Tình Nguyện, là một bài hát rất là hay. Chắc chắn là rất nhiều quý vị khán giả cũng nhớ đến nhạc sĩ Minh Quang. Và nhạc sĩ Minh Quang cũng như là một người nhạc sĩ của biên giới vậy. Ông có nhiều bài hát hay lắm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát của nhạc sĩ Minh Quang, nhạc sĩ gắn liền với biên giới, qua một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của anh, bài hát Hoa Sim Biên Giới. Và không ai khác, người hát bài hát này cũng là một người chiến sĩ từng gắn bó rất nhiều năm với các đồn biên phòng và các mặt trận ở phía Bắc, đó là nghệ sĩ ưu tú Thanh Vinh. Xin mời anh. Lời đầu tiên, Thanh Vinh xin dòng gửi tới toàn thể các quý vị có mặt trong trường quay, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và có một buổi tối thật ý nghĩa đối với chương trình Quán Thanh Xuân. Nếu em lên biên giới, em sẽ gặp bạt ngàn hoa sim giữa đồi nắng gió, tím như ai chờ mong. Sắc hoa sim yêu thương trong lòng người lính trẻ chờ ai, sau tim biết bồi giữa biên cương. Hoa sim, hoa sim, tôi yêu từ ấu thơ, trong trang xanh học trò, trong những câu hẹn hò. Hoa trong mưa ngàn sao
trên biên giới em sẽ gặp bạt ngàn hoa sim, hoa sim giữa đồi nắng gió tím như ai chờ mong. Sắc hoa sim yêu thương trong lòng người lính trẻ chờ ai nên tim ngát bồi hồi giữa biên cương. Hoa sim tôi yêu từ ấu thơ trong trang sách học trò trong những Trương Quý Hải và nhiều anh nói là đổ tội cho tất cả những cái cuộc lên đường say xưa đó là do các nhạc sĩ, các nghệ sĩ. Và thực ra thì các nhạc sĩ, nghệ sĩ có một cái vai trò rất quan trọng trong các cái cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới, vân vân. Cho nên chúng tôi thì trong khi làm nhà báo năm 1978, khi tôi là phóng viên báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, có được đi theo các cái nhóm ca sĩ phục vụ biên giới. Và trong những cái nhóm ca sĩ đấy có một cái nghệ sĩ, một ca sĩ làm tôi rất ấn tượng, đó là chị Hòa My. Chị Hòa My chưa từng bao giờ phải đối diện với chiến tranh, phải hát một cái cuộc, một bài hát nào cho chiến sĩ nghe cả. Và chị đã từng hát một trong những bài hát rất hay của chị là bài Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao và những năm mới giải phóng. Bài đó hiểu đấy nổi tiếng lắm. Thế và khi chúng tôi nghe chị Hòa My hát cái bài hát đấy ở các sân khấu Sài Gòn thì xúc cảm nó bình thường thôi. Nhưng cái lần mà chúng tôi đi cùng với cái nhóm ca sĩ xung kích đi lên biên giới Bến Sỏi của Tây Ninh ở một cái chốt của bộ đội thì thực sự chúng tôi có xúc cảm. Và từ cái xúc cảm đó chúng tôi có sáng tác một bài thơ, có viết một bài thơ thì đúng hơn bằng xúc cảm của mình. Bài hát là bài thơ đấy là bài hát và cô Văn Công. Tôi xin được phép đọc cho các anh các chị nghe. Vẫn bài hát đó thôi và người hát vẫn là em đó. Không có màn nhung, không có đèn màu xanh đỏ, chỉ có bụi hồng vương trên áo lính màu xanh. Đột ngột là thể hiện của em, chán cau, cơ thể thiên nhiên mang đầy thương tích và môi nở mắt cười trước cửa hầm dã chiến, ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau. Chiến sĩ ngồi nghe quên vết thương đang đau, câu kết bài ca âm sâu trong ngực, như mặt trời Việt Nam chói rực sáng ngàn năm, ngàn năm. Em hát sáng nay trên chiến hào biên giới, tấm lòng tuyến sau nhắn gửi, tình yêu đẹp sao cầm súng giữ quê hương, cuộc đời đẹp sao là ở chiến trường. Trên mặt đất vỡ toang pháo dập đạn cầy, đứng hát bên chiến sĩ, em thấy cuộc đời đẹp sao. Xin hát. Thật là một bài thơ rất là tuyệt vời. Có lẽ rằng từ đầu chương trình đến giờ chúng ta nghe được rất nhiều những câu chuyện của quá khứ. Còn hiện tại thì sao? Những chàng lính hiện tại, những người lính hiện tại như thế nào? Có lẽ để trả lời câu hỏi này thích hợp nhất đó chính là Thiếu tướng Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn. Anh là người đang trực tiếp công tác, vẫn còn là một người khoác áo lính và chắc chắn anh đang tiếp cận với rất nhiều những người lính trẻ. Những cái câu chuyện chúng ta đã kể thì
thì đó là cái hành trình của cả dân tộc, hành trình của cả đất nước. Và lớp trẻ luôn luôn sẵn sàng nhận cái nhiệm vụ của Tổ quốc mình. Khi mà Tổ quốc có đặt vấn đề với lại cái sự dâng hiến của tuổi trẻ, nói rằng đây cũng là một niềm tự hào của bệnh viện chúng tôi, đã gần 30 năm qua gắn bó với Trường Sa. Tất nhiên là có rất nhiều lực lượng tham gia vào cái với Trường Sa, nhưng bệnh viện của chúng tôi thì được lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân ủy Trung ương giao nhiệm vụ ở một cái điểm chốt Trường Sa lớn. Đấy là một cái trung tâm rất là lớn. Và cách đây 30 năm rồi chỉ có một cái tổ quân y cùng có 3 người thôi. Nhưng bây giờ đấy chúng ta đã là một cái trung tâm y tế rất là lớn và có cái khả năng giải quyết được những cái cấp cứu căn bản cho tất cả những cái loại mặt bệnh. Cái công việc hàng ngày, hàng đêm của chúng tôi đấy là các bác sĩ trẻ của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng. Chỉ sau 30 phút là có lệnh là đã lên đường đi ra Trường Sa. Trong những cái chuyến bay đêm, những cái chuyến bay xuyên bão, bất cứ cái thời tiết như thế nào đó để cho một cái chuyến bay đêm như vậy, thì các thầy thuốc của chúng tôi sẵn sàng đánh đổi cái tính mệnh của mình cho một cái người chiến sĩ, cho một cái ngư dân trên biển. Và đấy, tôi vẫn nói với các chiến sĩ rằng là bà con đến với chúng ta nhiều, tức là bà tiên con tin yêu chúng ta. Mà bà con tin yêu chúng ta thì chứng tỏ là bà con đang yên tâm bám biển, lao động sản xuất. Và đấy chính là chúng ta khẳng định cái chủ quyền ở Biển Đông. Vâng, đúng là những người lính, những người chiến sĩ, bác sĩ vẫn ngày đêm lên đường. Mỗi một cuộc lên đường của họ không bất kỳ là ngày hay đêm, có thể hàng tuần chúng ta đều có những cuộc chia tay như vậy, đúng không ạ? Bệnh viện 175 và rất nhiều những quân y viện nữa. Cùng với sự có mặt của bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn thì chúng tôi muốn giới thiệu quý vị và các bạn một cái băng phóng sự rất là ngắn của chúng tôi về những người chiến sĩ mà mới lên đường nhưng mục tiêu của họ không phải tại Việt Nam mà là tại Nam Sudan ạ. Tháng 10 năm 2018, những người lính Cụ Hồ của ngày hôm nay lên đường làm nhiệm vụ quốc tế. Sau hơn 4 năm chuẩn bị, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam đã xuất quân tới đất nước Cộng hòa Nam Sudan xa xôi. Lần đầu tiên, Việt Nam có một đơn vị quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Nhiệm vụ của ngày hôm nay không phải là giữ chắc tay súng, diệt sạch bóng quân thù như thế hệ cha anh nhiều chục năm về trước. Sau những đợt tuyển chọn và tập huấn cắt gao, những người lính thời bình đến với mảnh đất của đói nghèo, chiến tranh và bệnh dịch, mang trái tim và khối óc của mình để hàn gắn vết thương chiến tranh và lan tỏa tình yêu hòa bình. Vượt qua chặng hành trình bằng 1/4 chiều dài đường Xích Đạo, họ đã đến để bảo vệ hòa bình và sự sống cho những con người không cùng màu da mà họ vốn chưa từng biết mặt. Quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường tộc thời gian. Ở đây có yên bình nằm giữa chiến tranh, bởi có những con người luôn sẵn sàng đối mặt với bom đạn bằng niềm tin và mang trên vai mình một sứ mệnh của những người gieo hy vọng hòa bình. Dù ở đâu hay khi nào, thì khi Tổ quốc gọi tên là người lính lên đường, vì tiếng gọi của quê hương, vì tương lai hòa bình, và chúng ta vững tin đợi ngày họ thắng lợi trở về. Và hình ảnh chúng ta vừa xem chính là bệnh viện, những thành viên như là bác sĩ, cán bộ bệnh viện 175 là những người chiến sĩ trẻ nhất của Thủ trưởng Nguyễn Hồng Sơn ạ. Vâng, anh hôm nay có một tin vui gì nói về họ cho khán giả Quán Thanh Xuân các đúng không ạ? Các bạn mới đi được như vậy là 6 tháng, gần 6 tháng. Nhưng mà hôm đầu năm vừa rồi thì Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã gửi sang thư sang Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khen ngợi rằng là cái bệnh viện này đã tạo một cái ấn tượng rất lớn và chính cái ông thống đốc cái bang này cũng đã đến đây khám bệnh. Và trong vòng 3 tháng đầu của chúng ta đã khám và chữa bệnh cho bằng cả một năm của Bệnh viện Liên Hợp Quốc Anh làm việc ở đấy. Tức là cái khối lượng chúng ta rất lớn, bởi vì chúng tôi chỉ đạo rằng là không phải là chỉ có lính Liên Hợp Quốc chúng ta mới điều trị, không phải là lính của Nam Sudan chúng ta mới điều trị cả người dân. Tất cả những người dân nào cần chúng ta thì chúng ta sẽ làm cái chuyện đó.
Và bao nhiêu lâu nữa thì các bạn ấy sẽ được quay trở về hả anh? Tháng 10 này thì các bạn sẽ quay trở về. Sẽ có một cái đội thay đổi thứ hai, tức là hiện nay là có bệnh viện 103 đang chuẩn bị sang thay thế. Và cũng báo một cái tin vui cho tất cả mọi người rằng là trong số 63 cán bộ chiến sĩ của chúng tôi thì hiện nay đã có 19 bạn là xin tình nguyện là làm một lần tiếp tục, tức là nhiệm kỳ thứ hai nữa ở lại. Và chúng ta đã gây ra một cái cảm tình rất là tốt đối với lại tất cả các bạn bè. Và tôi cho rằng đây là một cái dịp để cho chúng ta giới thiệu cái hình ảnh của đất nước Việt Nam, hình ảnh một anh bộ đội Cụ Hồ, một hình ảnh người chiến sĩ quân y cách mạng và một hình ảnh của một người lính. Trước đây mọi người chỉ hiểu rằng là Việt Nam là bạc chiến tranh. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã trả bao nhiêu xương máu để cho một cái nền hòa bình này. Thì bây giờ chúng ta đang mang hòa bình đi xuất khẩu cho các bạn bè trên thế giới. Vâng, xin cảm ơn anh. Và chúng tôi cũng tin rằng những người cán bộ, những chiến sĩ của Bệnh viện 175 đã viết đơn tình nguyện ở lại sẽ tiếp tục lại có những ngày rất là tươi đẹp và được sự yêu mến của bà con tại Nam Sudan. Và những câu chuyện về những ngày tháng lên đường tưởng như là những câu chuyện chỉ có riêng với những người quá khứ, thì với những phần chia sẻ của bác sĩ Hồng Sơn, chúng ta thấy rằng ngày tháng lên đường vẫn là những câu chuyện của hiện tại. Và trong tương lai, nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam vẫn tiếp tục lên đường. Và bằng tình yêu với gia đình, với bạn bè, với quê hương, tình yêu lớn lao với Tổ quốc, họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ và chúng ta luôn chờ mong họ trở về. Cho anh nghe bài tình ca, đàn anh nâng phím tin yêu ngàn tiếng ca trong xa. Bao câu hát yêu thương từ trái tim đôi lứa, mang theo sức sống trong anh tràn ước mơ thanh xuân. Khi em hát cho anh nghe bài tình ca, lòng anh xao xuyến yêu thương bừng giấc mơ rên mướt. Em hay hát anh nghe bằng ước mơ đẹp nhất, mang theo chân lý con tim cuộc sống vì mọi người. Tình yêu đó dù bao cách xa trong ta tình vẫn nồng nàn, dù cho bao gió bão, dù cho bao nắng cháy, vượt qua gian khó ta cùng sánh vai bên nhau. Lòng vẫn nhớ tình yêu chúng ta tràn hòa cuộc sống mọi người, tình yêu cho đất nước, tình yêu thêm sức sống, tình yêu chúng ta hòa cuộc sống. Tình yêu đó dù bao cách xa trong ta tình vẫn nồng nàn, dù cho bao gió bão, cho bao nắng cháy, vượt qua gian khó ta cùng sánh vai bên nhau. Lòng vẫn nhớ tình yêu chúng ta tràn hòa cuộc sống mọi người, tình yêu cho đất nước, tình yêu thêm sức sống, tình yêu chúng ta hòa cuộc sống vì mọi người. Xin mời quý vị ạ. Có chú chim non nho nhỏ, cất tiếng líu lo như muôn ngò. Buổi sáng quay ta như sao động, ơi bầu trời xanh. Này Chúa chim ơi trong nhân người, lời trái tim yêu thương trong trái tim mọi người. Cuộc sống hôm nay tuy vất vả, nhưng cuộc đời ơi ta bên yêu. Ta đã nghe trong tim người đường tương lai đang rực rỡ. Ta đã nghe trong tim mình lời yêu thương của con người. Ta đã nghe trong
cảm ơn Viên Linh và Vũ Thắng Lợi. Vâng, chúng ta sẽ nhận được những lá thư từ bác Thơ Thư. Anh lính quân bưu vui tính. Vâng. Có giá trị nhất trong cuộc đời này. Xin cảm ơn quý vị đã đến với quán Thanh Xuân tháng 4. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn ban nhạc Thanh Xuân và tất cả các vị khách mời đã đến với chương trình ngày hôm nay.